cá mập trắng khổng lồ theo sát người lướt sóng. Máy bay không người lái đã quay lại cảnh tượng nguy hiểm khi một chú cá mập trắng khổng lồ bơi sát người trên lướt sóng, đoạn video gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua. Theo NGTV, đoạn phim được tổ chức phi lợi nhuận cứu hộ biển Nam Phi, NFRI, đăng tải ngày 24 tháng 6 với mục đích nhắc nhở những người đi biển cẩn thận với loài cá mập trắng kích thước lớn này. Tổ chức trên cho biết các trường hợp cá mập trắng tiếp cận ở cự ly gần với những người đi biển trong những ngày này đang tăng lên. Đoạn phim do máy bay không người lái của NFRI cho thấy con cá mập bơi trong cự ly rất gần với những người chơi lướt sóng ở khu vực Vịnh Lestembe thuộc tỉnh Westernkep, Nam Phi. Trong clip, con cá mập rất lớn bơi ngay dưới những người chơi lướt sóng trong khi họ có vẻ không hề để ý thấy mối nguy hiểm. Hình ảnh trong đoạn video chỉ ra rằng chú cá này biết về sự có mặt của con người và chủ động bơi theo, thám thính họ. Chúng tôi kêu gọi những người tắm biển, người chơi lướt sóng hãy cẩn thận ở khu vực bờ biển sau thân kép và ít tân kép, NFRI viết trong bài đăng kèm đoạn video. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được gần 30.000 lượt xem và gần 1.000 lượt chia sẻ cũng như yêu thích của người dùng Twitter. Kích cỡ của con cá mập quá lớn. Thật may vì những người lướt sóng đã an toàn, một người bình luận về đoạn video, trong khi đó, một người khác nhận xét, quá gần để có thể thấy yên tâm. Hành động của chú cá mập trong đoạn video là chủ động theo sát những người lướt sóng và điều tra những người này. Cần nhớ rõ rằng cá mập trắng là loài vật săn mồi tò mò bậc nhất và dù rằng các trường hợp chúng cắn người là hiếm gặp, những người đi biển cần hiểu rõ những nguy cơ đi kèm khi loài vật này tiếp cận mình. Chúng ta cần thay đổi hành vi cho phù hợp để tránh không gặp cá mập trắng, cô Sarah Arie của chương trình Sarkote tại Cape Town cho biết. NFRI cũng cho biết thêm, việc nhìn thấy nhiều cá mập trắng xuất hiện trong khu vực này là hiện tượng tập hợp thông thường của loài này nhằm tấn công hải cẩu và những loài cá sống gần bờ.